Ủy ban Nhân dân quận Tân Hưng tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Theo đó, Phòng Nội vụ quận đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Tân Hưng về việc bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Tân Hưng đối với ông Phạm Thanh Hùng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2024. Bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch quận Tân Hưng đối với bà Nguyễn Thị Châu Quyên. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2024. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công đối với bà Trần Thị Cẩm Nhung, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2024.